Dãy nhà trọ của ông Nguyễn Xuân Dũng ở khối 8, phường Trung Đô được xây dựng đã lâu với 12 phòng trọ. Để đảm bảo an ninh an toàn tại đây, ông rất lo lắng quan tâm đến các giải pháp quản lý thông tin cư trú và người ra vào dãy trọ. Các cái đối tượng đến ở trọ là mình phải biết được cái lý lịch hồ sơ sơ bộ. Khi đã ở vào đây là phải gia đình phải phổ biến các quy định. Người nào lạ vào là bác hỏi. Tuyệt đối thì không có, nhưng mà đa phần là mình, những khách lạ vào là mình phải biết được. Khó khăn nhất là vấn đề là có một số các cái đối tượng mà hay trộm cắp ở trong khu vực và là thường xuyên để rình mò ăn cắp, nhưng mà sau khi địa phương công an là tập trung đưa đi cải tạo rồi thì tự những cái việc đó là những cái nó giảm. Mặc dù các chủ trọ cũng đã nhận thức rõ và đề ra nhiều giải pháp quản lý, song vấn đề an ninh an toàn của các khu nhà trọ luôn là điều đáng quan tâm. Bởi thời gian qua, không ít vụ việc đáng tiếc tại các khu trọ đã xảy ra, từ cháy nổ đến trộm cắp, mâu thuẫn, xung đột, dẫn đến va chạm gây thương tích. Việc quản lý nắm bắt tình hình tại các khu trọ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với chính quyền các địa phương. Vì hồ thuế trọ cho nên là ở trong phòng, thì thực chất mà nói thì cũng rất là khó quản lý, khó kiểm soát. Hoạt động của họ thực ra mình cũng không thể nắm được. Các khách của người thuế ở đó, họ ra vào thì cũng không kiểm soát được. Vì họ ra vào cũng giống như mình vào đi chơi nha, nên là cái trà trộn hoạt động về cái an ninh trật tự chỗ này cũng rất là khó kịp thời. Khi sự việc xảy ra thì khi đó thì mới được phát hiện và kịp thời tổ giác. Thành phố Vinh hiện có 2023 khu nhà trọ. Để tăng cường quản lý hoạt động tại các khu nhà trọ, lãnh đạo công an thành phố Vinh kết hợp với các cấp chính quyền đã chỉ đạo công an các phường xã, đội nghiệp vụ triển khai nhiều giải pháp kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm. Qua đó giảm thiểu đáng kể tình trạng mất an ninh an toàn tại các nhà trọ trên địa bàn. Thì về cái giải pháp trong cái thời gian tới của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tập trung tăng cường chỉ đạo các đội nghiệp vụ cũng như công an các phường xã là tăng cường công tác kiểm tra, quản lý cư trú, đặc biệt là cái phương châm 4 tại chỗ. Trong đó là chúng tôi sẽ tập trung làm tốt cái công tác nắm người nắm hộ và đặc biệt là các cái mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, rồi làm tốt cái công tác tuyên truyền để cho người dân biết được mà chấp hành tốt các cái quy định của pháp luật, đặc biệt là phát huy các cái mô hình về cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Tăng cường quản lý nhà trọ không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với các chủ nhà trọ cũng như người thuê nhà, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Những khó khăn trong công tác quản lý nhà trọ hiện nay, giải pháp đề ra trong thời gian tới, nội dung này sẽ được đề cập sâu hơn trong chương trình Nhịp sống đô thị phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút thứ ba ngày 27 tháng 8 trên sóng NTV. Mời quý vị cùng theo dõi.